mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mì hoàng hiền. Ý mẹ thầm mong em là sao, xin em một câu hẹn ước cạnh người qua môi mai trầu cầu. Tình dẫu muốn trao lòng vẫn lo âu. Hay quá, hay nha. Em nào dám đâu áo mặc quá đâu. Nếu chàng thương em xin lại thưa ba em mẹ em đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng. Anh ơi em biết rằng nhà em khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh. Xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau và chọn đời mình nén duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên hai họ mến yêu ba mẹ thương tình, mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em thôi. Vâng nhận cưới đó em đeo thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu có bằng khôi sầu em đi, anh chúc mà nghe lòng hoa liêu. Vòng nhận cưới đó cao sang, đưa con kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em sớm nhỏ sang ngang, xin trời cho thiền suối mãi để em về bên mộng dạo xa. Nó nằm giữa chế lên với đại trường cũ. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không giang dở làm sao trọn đời nhớ em. Làm sao gặp gỡ nếu không giang dở, sao còn một lần từ ly. Vòng nhận cưới đó em ơi, thôi nhé nghiện thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để em vui, dù hồng mặt tình em giót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặt tình em giót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Kính thưa ban giám khảo, đây là những thí sinh như em nói hóa thân thành những nghệ sĩ vô cùng gạo cội mà Minh Xù để ý phía dưới là ban giám khảo cũng rất là ngạc nhiên đúng không ạ? À? Tập này có vẻ khó khăn dành cho tất cả mọi người đây, một tràng hú tay thật lớn nữa cho họ. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình tuần này. Chắc là đầu tiên mình làm quen với nhau ha. Dạ, em tên Lê Văn Thập, em gốc ở Hậu Giang nhưng mà em sinh sống ở Đồng Nai. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo và quý vị, em tên Châu Quang Tuấn, em đến từ Sóc Trăng. Và kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả xem đài. Em tên là Hoàng Kim Yến, em đến từ Đồng Tháp.
Cảm ơn Yến. Và cuối cùng, Xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Văn Sĩ, em đến từ Vĩnh Long. Dạ. Bây giờ là màn dự đoán thử xem là những thí sinh ở đây hóa thân thành thần tượng của mình là ai. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, đúng không ạ? Chính xác. Anh Trấn Thành. Dạ, không ai khác ngoài Trường Vũ. Trường Vũ, chính xác. Dạ, một cô gái rất ngọt ngào thức tha bên đây, mời chị Tuyết. Như Quỳnh. Hoàn toàn chính xác luôn. Và cuối cùng, mời anh Thành. Đang lấn cấn không biết Chế Linh hay Trường Vũ nè. Anh này lâu lâu giống Chế Linh, lâu lâu giống Trường Vũ mới chết chứ giờ tôi đang băn khoăn. Nhưng mà em nghĩ là chắc là Trường Vũ rồi. Trường Vũ nhiều hơn. Trường Vũ nhiều hơn. Và anh hóa thân thành? Dạ em hóa thân thành Trường Vũ. Trường Vũ luôn. Vâng, hôm nay chúng ta có hai Trường Vũ, một Ngọc Sơn và một Như Quỳnh. Chắc là đầu tiên mời giám khảo Minh Tuyết trước đi. Chị cảm nhận sơ nét về các bạn ngày hôm nay với tiết mục này. Với chị Như với anh Vũ ấy thì là hai người rất là thân với Minh Tuyết và cũng thường hay đi show chung với nhau. Văn Tuấn kích giọng lên một cái, trời ơi, bao nhiêu hồi ức nó hiện về những cái tháng ngày đi show với anh Vũ. Rồi tự nhiên một Như Quỳnh cất lên, cái ánh sáng nó chỉ chiếu mờ mờ thôi, nhìn nghiêng rất là giống chị Như. Trong cái bóng đêm á, ánh sáng chiếu xuống, tôi nhìn tôi nói trời ơi Tuyết ơi nhìn kìa, cái bóng cũng giống chị Như, cái gương mặt, cái mũi cũng giống chị Như nữa, giống y chang luôn. Mà mặc cái áo dài này nữa là cái áo dài mà bà Như bà hay bận nè. Ừ. Đó, rất là hay mà tôi thích vô cùng á. Chị Như chị hát ấy, và lúc nào cũng vậy, mái tóc để chẻ 2/3, tóc thẳng dài mượt đen, tay lúc nào cũng hay để vậy nè. Và bạn đã nghiên cứu đúng cái điều đó của chị Như. Và cái luyến lấy, nói chung là trời ơi, hai người đầu tiên hát là tự nhiên cảm thấy là bồi hồi dễ sợ luôn á. Nếu mà đã cảm thấy bồi hồi đến mức như vậy thì có nghĩa rằng là hai bạn hát phải nói với riêng Minh Tuyết trong bài hát này rất giống chị Như và anh Vũ. Rồi cuối cùng là anh Trường Vũ. Tại sao mà Trấn Thành lại nghĩ rằng là anh nửa là Trường Vũ, nửa là Chế Linh? Bởi vì trong cái chất giọng của anh ấy thì có cái sự nhựa nhựa của anh Chế Linh, nhưng mà có một vài cái câu ngắt của anh hoặc là câu nứt của anh có cái chất của anh Trường Vũ trong đó. Mà chính bản thân Tuyết và Trấn Thành đều nghi là không biết là Trường Vũ hay Chế Linh. Và điều đó là một cái điều khá bất lợi cho anh khi mà anh đang có một Trường Vũ trước mặt anh hát khá giống anh Vũ. Thì đây là một cái sự góp ý nho nhỏ của Minh Tuyết dành cho anh. Nếu như mà anh vào vòng trong thì anh phải làm thế nào? Một, khẳng định mình là Trường Vũ ngon hơn anh bên đây. Hai là mình sẽ đổi thành một người khác. Anh phải xác định rõ ràng. Tại vì chú Chí Linh á, là thường ví dụ như là thành phố nào nhớ không em, chiều chủ nhật, thấy không? Chú vuốt ve cái chữ nó tròn. Còn anh Trường Vũ là phải thẳng băng là thành phố nào nhớ không em, chiều chủ nhật, là anh hát thẳng băng à. Thì mình phải xác định cái một cái là nó tròn, một cái là nó thẳng. Thì anh phải xác định rõ hai cái đó để cho nó nghe cái cảm giác người ta rõ ràng hơn. Nhưng mà thật sự anh cũng là một người hóa thân rất là thành công. Thật sự là phải nói là hôm nay dành một tràng pháo tay cho cả bốn thí sinh. Bạn Văn Thập hóa thân thành Ngọc Sơn, thật sự nha, cái mặt của bạn lúc hát, cái khẩu hình, cái biểu cảm y chang anh Ngọc Sơn luôn. Và âm sắc phát ra cũng giống luôn, chứ không phải là không. Chỉ có cái là nó có một vài hạn chế nho nhỏ. Một lát nữa mình sẽ bàn sâu hơn về chuyện đó. Nhưng chỉ cần tôi nhận ra bạn là bạn đã thành công rồi. Tôi thấy là bạn yêu anh Ngọc Sơn lắm đấy. Văn Thập, bạn đang khoác một cái chiếc áo của chính thần tượng mình luôn đó. Wow. Nghĩa đen. Ủa thiệt hả? Dễ thương quá. Là cái bộ đồ này luôn hả? Không chỉ là những bộ này mà còn những bộ về sau nữa. Wow. Wow. Điện xin đồ anh ba. Ngày bao quý khách vừa rồi, cả đời không liên lạc được. Quý khách vui lòng xóa số, gạch tên. Tức quá. Anh ba thì tính rất là phóng khoáng và rất là dễ thương. Những chương trình từ thiện hay là như thế nào? Nếu mà nói gì cho Tuyết kể một cái câu chuyện nhỏ của Tuyết ngày xưa với anh ba nha. Hồi lúc mà Minh Tuyết với Cẩm Ly còn đi hát chung với nhau thì hát ở 126, thì lúc đó là anh ba Ngọc Sơn nổi tiếng khủng khiếp lắm kìa. Là những người nổi tiếng á, là đúng giờ họ là không ai được lấy cái giờ của họ hết. Nhưng mà Tuyết không thể chờ sau cái giờ đó nữa. Thì anh ba sẽ gọi hỏi ai, đứa nào, cái hỏi là Minh Tuyết, Cẩm Ly, hai đứa lên hát đi cưng. Ảnh rất là dễ thương. Tôi cũng rất nhiều kỷ niệm với anh ba. Ngày xưa mà Thành đi diễn Úc á, thời đó tôi chỉ là
diễn viên mới nổi thôi. Cái thời còn đi diễn tấu hài á, đúng nghĩa là tấu hài luôn, thì đi diễn Út Châu với anh ba, mà thời đó anh ba là sao bự, ông kêu đi chợ với ông rồi vô ông nấu đồ ăn, xong ông ngồi ông đàn ông hát. Tôi nhớ là ngày đó là ngày anh ba anh biểu tôi lấy xin lại đây anh đàn cho mày nghe bài mới của anh. Lúc đó là ảnh chưa tung ra cái bài đó, mà sau cái chuyến đi Út với tôi anh mới tung ra, đó là bài Đừng 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 Đừng, cái bài đó. Cái thời đó là xin là đối với anh ba đó là ông không biết luôn á, ông mới biết là con đứa em trong nghề nó đi diễn hài vậy thôi, giờ không biết là ai hết, mà ông vẫn cư xử rất anh, là hòa đồng. Anh ba ảnh không có phân biệt là mình nổi tiếng hay không nổi tiếng. Yes, đâu. Mình tưởng là ông không nhớ, nhưng mà vài năm sau tôi hát lại với ông ở sân khấu Trống Đồng, lúc đó ông lợi ông nói tôi, em nhớ lần trước anh em mình đi Úc không? Trời thiệt một cái chuyến đi tuyệt vời nha, không bao giờ anh quên được, vui quá em ạ. À. Trời tự nhiên cái tôi nói, ủa sao có mỗi sao gì mà dễ thương vậy ông? Anh ba là một người cực kỳ tình cảm và tôi cực kỳ kính trọng nhân vật này. Nó thật sự sống cực kỳ hay ho. Vâng, xin được cảm ơn những câu chuyện của ban giám khảo. Vỗ tay cho anh ba luôn. Anh Nam, anh muốn chia sẻ gì thêm? Anh định kể thêm 10 kỷ niệm nữa với anh Ngọc Sơn. 10 kỷ niệm nữa với anh Ngọc Sơn. Nhưng mà sợ tới sáng quá. Dạ, tí xíu mình gửi mail sau anh nhé. Mình gửi mail sau đi anh nhà. Và chắc có thể là ngày hôm nay bạn là người hạnh phúc nhất đúng không? Bởi vì là được khoác lên mình bộ trang phục của anh ba Ngọc Sơn luôn. Và chắc có thể vì lý do đó mà hóa thân thành anh ba cũng khá là ấn tượng ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Vỗ tay cho 4 thí sinh của chúng ta lộ diện tuần này. Chúc mừng các bạn, hy vọng rằng là những vòng tiếp theo các bạn sẽ tự tin hơn với những sự yêu thương của ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, có vẻ như là vòng đầu tiên, vòng lộ diện của 4 thí sinh tuần này cũng đã cướp hồn của ban giám khảo, đặc biệt là tất cả quý vị khán giả rồi. Và hãy chờ đợi xem vòng thứ 2, vòng hòa thanh, những cặp song ca của chúng ta sẽ trình diễn như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với bộ đôi đầu tiên, đó chính là Hoàng Kim Yến cùng với Văn Tuấn, thông qua việc hóa thân thành hai nghệ sĩ thần tượng của mình, đó chính là Trường Vũ và Như Quỳnh. Xin mời tất cả quý vị. Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng em ơi. Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thương. Thôi em đừng buồn nhé em. Hay quá. Anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gợn nhau những bơ vơ tội lắm. Em ơi, dặn trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ôm o. Không giờ gì ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình dạng phai. Giống chưa kìa.
không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng anh ơi. Thằng nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hừng hờ. Gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, dặn trời xin voi xin cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ấm o. Không sợ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay, vượng tình hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Trời ơi, trời ơi, trời. Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Không Giờ Rồi, một sáng tác của Vinh Sử qua phần trình bày của hai giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh. Tốt nghiệp, không thi nữa, đi về. Rồi đi vô luôn, đi vô luôn. Vô vòng trong rồi. Em thấy là tập này có vẻ rất là phấn khích với bộ đôi đầu tiên rồi ạ. Xin mời các anh chị. Tê tay tê chân luôn. Nãy giờ vỗ tay rác tay bực mình. Hay quá. Hay khủng khiếp. Chưa bao giờ có một cặp mà thí sinh nào mà hát chắc tay mà quyện nhau như vậy. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ Tân Tử. Tuyệt vời. Nổi da gà. Khủng khiếp. Các bạn không giống thì thôi. Đoạn nào giống thì giống. Thiệt là giống. Cái đó nó mới làm cho người ta thổn thức. Nói chứ các bạn vẫn có những khuyết điểm. Thành nói trước về bạn Kim Yến. Kim Yến có cái giọng soft mà cái đoạn ngân hơi á của chị Như Quỳnh, cái đoạn mà bạn thả hơi rất là giống chị Như. Bạn muốn giống chị Như nhiều hơn nữa, bạn phải hát nhấn nhiều hơn. Và quan trọng, Như Quỳnh có một cái điều mà trời phú mà không có nhiều ca sĩ có, là mặc dù giọng thì mỏng nhá, nhưng mà cái chữ phát ra cái âm thanh dày cui và vang khủng khiếp. Và chị Như hát á, rút ruột rút gan, nó đau ở trong trong ruột trong gan, cái đau ở đâu mà 30-40 năm ba dồn mà hát lần một. Cho nên phải làm được cái điều đó, hát mạnh miệng lên. Tôi dùng từ là hát mạnh miệng lên. Thành dùng câu đó rất là đúng. Cứ bị sợ bị nhát cái gì. Em hát giống chị Như bây giờ lắm luôn luôn á. Yeah. Giống lắm, nhưng mà tại vì chị nghĩ em đang nhát, cho nên á, nếu mà em chị nói nôm na là cho thêm chút xíu muối vô nữa. Đúng. Nêm canh mặn hơn chút xíu cho tôi. Rồi bây giờ nói tới ông Trường Vũ. Cái âm thanh phát ra xuất sắc. Chất lượng âm thanh về audio của bạn là 4K Full HD. Vang, trong, dày. Đúng cái chất lượng âm thanh của anh Trường Vũ phát ra luôn khi hát live. Đẹp như vậy luôn á. Hát mà hay tới mức độ nổi da gà mà. Động tác, cử chỉ, nó ngấm vào từng tế bào của bạn rồi, không bàn nữa nha. Bây giờ sắm cái nanh heo đeo vô là ngon. Mai mốt mà nếu hai người có song ca với nhau ấy, tại hồi nãy tôi thấy rõ ràng là Kim Tuấn có nhắc khéo Yến là đi lên, phải không? Anh Trường Vũ không bao giờ nha, chỉ có chị Như nhắc thôi.
không bao giờ anh Vũ ảnh chủ động một điều gì hết, phần lớn là chị Như chủ động. Vậy mai mốt bạn muốn cái chương trình, cái phần thi bạn có điểm á, là cái đoạn bà Yến bà lên bạn đựng lên, cái bà Yến bà giả bộ kéo Vũ. Tại vì... chết rồi chị Tuyết, sao tự nhiên cái tập này chị khó quá vậy chị? Không phải vì chị quá thương hai người đó. Thương á, thương mình thương mình cho rôi cho vọt là như thế. Vậy là chắc dòng sau rớt lại sôi kỹ lắm. Cái mình góp ý nhiều nhất ở bạn Văn Tuấn ấy, là mình không thấy được cái hình ảnh của anh Trường Vũ trong bạn, cái bề ngoài ấy, cái phong cách ấy. Tại vì anh Vũ á, anh ra sân khấu á, anh cứ anh không có nhìn lên. Cái đó là do đặc trưng về cái khuôn mặt của ảnh với cái đôi mắt của ảnh á, cho nên nó sẽ tạo ra một cái dáng vẻ như là đang thẫn thơ gì đó, vô định. Nhưng mà Nam nên nhớ là bạn có giọng hát giống anh Vũ rồi nè, ngân câu này nọ chữ giống rồi. Bây giờ mình cần nhất là cái linh hồn. Cái dòng sau bạn lấy hai cái băng keo bạn dán trong mắt nó sụp xuống. Đứng á, là cái đầu lúc nào phải đưa ra phía trước nè. Đúng rồi đó. Không mà anh Vũ bước ra sân khấu sao? Nhìn qua nhìn lại chứ không giờ nhìn hướng hết á. Em ơi. Kiểu vậy đó, cái mặt phải vậy đó. Anh Vũ là vậy. Sao anh thấy giống hơi giống Mr. Bean vậy? Đâu có, Mr. Bean là Mr. Bean là rối lắm. Nhưng mà anh Vũ là anh bình tĩnh lắm. Anh rất là bình tĩnh, đúng. Anh Cường Vũ nha, mà cầm cái micro đang hát nè, ra có người đó, kiểu mà đó, giật cái micro chạy đi luôn. Cái tay vẫn để vậy. Thôi cho nó đó, kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó, phải bình tĩnh cỡ đó đó. Đó. Chứ còn mà em bước ra sân khấu mà mắt em nó lanh quá hoặc là em chủ động quá, cái đó hoàn toàn không phải anh Trường Vũ. Mặc dù ảnh không phải là ảnh không biết đâu nha, nhưng mà đó là cái phong cách, cái style của ảnh, cái style của ảnh. Bạn cần nghiên cứu thêm về cái đó. Là Tuyết muốn bạn là càng vô sâu vào vòng trong, bạn khắc phục những điều đó để bạn có thể hoàn hảo và mình có thể chiếm cái vị trí cao nhất chung kết thì sao? Đúng không à? Cái chương trình này đáng lẽ là phải đổi mùa sau, phải đặt tên là ca sĩ tường tận chứ không phải ca sĩ tận. Là phải tường tận từng chi tiết mới dính. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Anh Trường Vũ đúng là người Việt mà gốc Hoa, cho nên là thường là trong cái giai đoạn đầu tiên á, Nam tìm hiểu là anh sang bên Mỹ thì những cái lúc mà tập hay là thu âm, thu ca, những cái bản thu đầu tiên là rất là khó khăn luôn. Bao giờ cũng sẽ có những người thân thiết để mà phụ giúp cùng hướng dẫn cái cách thu làm sao đó để mà có thể phát âm được cho nó tốt. Và sau đó thì ảnh cũng có tìm học, và thầy Chế Linh á, cũng là một cái người thầy mà giúp cho anh Trường Vũ rất nhiều trong cái việc là phát âm rồi nhả chữ luyến lấy. Cho nên là mình cũng thấy là đâu đó cũng có cái sự ảnh hưởng, nhưng mà cái hướng đi của ảnh chọn thì nó cũng tạo nên một cái gọi là cái dấu ấn cá nhân riêng. Cái điều đó cũng là một cái điều rất là đáng để chúng ta học hỏi. Và quay lại với hai em thì thật sự với bản thân anh thì anh cảm thấy rất rất là hài lòng, cũng như là cảm thấy là dồn hết những cái tình cảm của mình trong cái phần mà thưởng thức. Tính ra là cái vòng lộ diện đầu tiên thôi mà như thi chung kết chứ gì nữa. Dạ, bởi vì giỏi quá mà cũng là một món quà cho các bạn, bởi vì là các bạn nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp rất hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Quý vị thân mến, cặp đôi đầu tiên của chúng ta trong vòng thi đấu thứ hai là màn hòa thanh đã gây được quá nhiều ấn tượng dành cho ban giám khảo rồi. Và chúng ta còn cặp đôi nữa, đó chính là phần song ca của Ngọc Sơn cùng với Trường Vũ, để xem Văn Sĩ và Văn Thập sẽ trình bày như thế nào. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau dệt mộng vàng, hôn lễ nghèo nàng em chỉ ước cặp áo thiếu hoa khôi bé bàng.
với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhân cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thiêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao san, tay chân cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đợi châu bao, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đó dây đất lìa đàn, nổ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vơi đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi, tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông xeo, thương quá là thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dì vàng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Ngờ đó dây đất lìa đàn, nổ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi, tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông xeo, thương quá là thương khi nắng đã về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dì vàng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Nhìn đôi áo tôi thương dì vàng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Trước tiên là tôi muốn khen hai người đều là hai người rất là dũng cảm.
là tại vì đứng trước một cái con ma đơ canh có thể hát rộn vẹn bài hát thì đó là một sự dũng cảm. Mà còn nhìn ma đơ canh để biểu diễn nữa. Trời ơi, ông Trường Vũ nắm tay tôi hú hồn. Ông Sĩ ông nắm cái tay tôi sợ muốn chết. Cho nên đứng vỗ tay mặt bao nhiêu nè. Vỗ tay ủng hộ tinh thần dạ. Vỗ tay. Văn Sĩ văn thật. Và báo nhẹ một tin chấn động. Chết. Báo một tin chấn động. Là ông này hát có cái để chiến đấu dòng kia. Hay quá. Có đồ chơi. Văn Sĩ đó. Nếu mà nói cái anh kia là Trường Vũ hát live và Trường Vũ today thì bác sĩ của chúng ta là Trường Vũ thu voice, thu audio và Trường Vũ yesterday. Wow. Hồi xưa anh Vũ là hát như vậy nè. Gần đây càng ngày ảnh càng tỉnh lược lại cái cách hát ảnh, đơn giản hơn, bớt đại chữ hơn và rõ hơn. Đó là gần đây anh Vũ giống như kiểu người ta nói gừng càng già càng cay ấy, là người ta trải đời nhiều hơn, cái độ thấm cuộc đời trong anh Vũ nhiều hơn, nên anh Vũ hát gãy gọn hơn và sâu hơn. Nhưng mà nói vậy không nghĩa anh này anh hát không sâu, nhưng mà tại vì ảnh bắt chước cái style của anh Vũ khi thu âm. Yeah. À, còn cái anh kia anh hát theo cái style của anh Vũ khi hát live ở sân khấu. Đó. Nhưng mà cái cách anh này anh nhả chữ nhiều, cái chữ nó giống khủng khiếp. Dạ, em cảm ơn anh Thành. Còn về phía anh Ba Ngọc Sơn sao anh Thành? Anh này anh có một cái lợi thế là cái gương mặt ảnh khi hát là nó giống anh Ba khủng khiếp. Nhìn vô là biết anh Ba liền. Thế nhưng có một cái khuyết điểm cho bạn này là bạn này không tự tin lắm. Thì bạn quá tập trung cái khẩu hình bắt chước anh Ba, cho nên cái phát âm bạn có vấn đề. Anh Ba đó thì cũng có những cái lúc anh sẽ phát âm là ngờ đâu dây đến liệt cành không à, thì người ta là không, còn anh Ba là không à, nó hơi ngang ngang mở ngang, nhưng anh đóng cái chữ à. Chính xác. Anh ngang ngay lúc đầu nhưng mà cái cuối anh đóng cái chữ à nha. Anh Ba hát phát âm rất là chuẩn nha. Anh Ba hát là ngờ đơ đơ nhưng mà vẫn có cái chữ U ở đằng sau. Đúng nha. Rồi. Dây dây đứt lìa đà đàn, nhưng mà nó vẫn là đàn, nó vẫn có cái chữ N. Còn bạn là ngờ đơ dây đứt lìa đà. Đúng rồi đó. Không giống anh Ba nhiều nhưng mà cái âm sắc bạn bắt trước á thì có. Cho nên nếu mà bạn để ý cái chỗ đó một chút xíu, bạn phải để ý. Ví dụ như là ngờ đơ là cái cuối cùng là U, phải không? Dây đứt, đứt là cái lưỡi bạn phải chập lên cái môi, cái nướu trên. Dây đứt lìa đàn, đàn lưỡi phải chập môi lại để đóng cái chữ N lại. Phải để ý mấy cái đó. Cái thứ hai, anh Ba là chữ cuối là ngân là phải rung. Anh Ba không có ngân thẳng. Nhưng Ba ngân là bây giờ em ơi, ơi, à. Hay quá ha, cái tay là rung được cái người rung luôn. Nói bây giờ em ơi là anh Ba là hay vậy đó. Hay quá chứ không phải là bây giờ em ơi. Không có ngưng cái anh Ba là ơi. Đó. Không, nghe cái ơi này là bây giờ của anh Ba, nhưng ngày xưa anh Ba không có dạy. Không thì đúng, nhưng mà ý là đó, mình đó là mình đã thi mà. Giống ứng chút xíu. Kiếm cái gì đó nó thú vị hơn, tùy bạn chọn thôi. Mình không bắt lỗi. Bây giờ mà bạn hát lại mà bạn gọn chữ lại chút xíu cho mình được không? Để xem thử xem sao. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn. Đó. Nụ hoa chưa thấm vội tàn. Đó. Chưa vui đã sầu chia phôi. Vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi. Đó, hay mà. Đấy. Nó nghe nó đỡ hơn. Rồi, hay. Vỗ tay, dạ. Thế mới có ba giám khảo Thị Phạm giúp các bạn thí sinh học được nhanh hơn. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Cái ý tưởng mà dàn dựng thì đúng là cái MV của anh Trường Vũ là có tới hai cô mannequin nặng mặc hai cái chiếc áo, thì tượng trưng cho giống như trong cái lời bài hát là có hai cái chiếc áo cưới mà cái cô gái với chàng trai từ cái thuở gọi là hàng vi, gọi là thề non hẹn biển với nhau, nhưng mà cuối cùng
cũng không thể nào mà thực hiện được cái lời hứa đó. Cuối cùng thì cô gái cũng ra đi và để lại một cái lời ước thề và dở dang. Có thể là cái ánh mắt của cổ sau khi đau đớn vì cái nỗi đau đó, cho nên là cổ cũng, cái gương mặt cổ không thể nào mà cổ vui vẻ hơn được. Có thể lý giải điều đó, nhưng mà cũng khá khen cho hai thí sinh chúng ta nhìn cô mannequin nhưng mà vẫn tưởng tượng người yêu cũ. Cái cô mannequin đó, cái mặt cổ buồn là do khi mà anh mua đó, anh mua lúc on sale. Không cho phải nên... Thật sự là cũng phải nói luôn là để quý vị khán giả thương, là cái mùa Covid vừa qua, 2 năm vừa rồi á, thiệt sự là nghệ sĩ tụi tôi rất là cực khổ, ekip sản xuất cũng vậy. Dạ. Và đó đáng ra là phải hai cô mannequin mà chỉ có cuối cùng còn là phải cắt còn một cô. Quý vị thấy không? Người ta là chỉ có cắt lương hay là cắt bớt nghệ sĩ trong chương trình, bây giờ mannequin mà còn bị cắt. Cái gì, cái cục của tôi trước kia, trước đây tôi còn bị cắt nữa kìa. Đây, đáng ra nhà may là phải may đủ hai cái ve, mà hôm nay là chỉ đủ trả tiền trả một cái ve thôi. Bình thường là mấy mùa trước á, tí tới giờ này là được mời yến ăn rồi đó, bây giờ có được gì bây đâu. Giờ mũ chôm cũng có theo đó mà yến. Thiệt sự ơi, là cái mùa vừa rồi á là nghệ sĩ rất là khổ cực, chỉ có nhà hàng của Trấn Thành là khách vẫn nườm nượp đó. Bởi vậy đề nghị Cam quay cận vào cái hột xoàn lấp lánh kia. Cái này mua trước dịch, mắc dịch là hết mua rồi. Cái cô mannequin đó, tại sao cô buồn? Cái mặt cổ là mặt đại diện cho nghệ sĩ trong mùa dịch đó. Dạ. Mình bàn lại về chương trình đi. Tiết mục tứ ca, gọi là chưa biết mèo nào cắn miễu nào cả. Mới mở màn thì đôi khi mình sẽ có một cái phút giây sao nhãng, nhưng mà sang tiết mục này thì đã thấy anh văn sĩ có phần tự tin hơn và đã gọi là khẳng định mình rõ ràng hơn. Em xin rút lại cái lời lúc đầu á về anh. Với em ấy thì em nghĩ là giọng hát của anh có độ vang chứ không phải là không. Anh bắt chước anh Vũ rất là giống, nhưng mà giống ở trong cái thời anh Vũ mới bắt đầu đi hát á, anh hát CD. Nhưng mà sau này ấy, anh Vũ ảnh từng trải nhiều hơn và ảnh có kinh nghiệm nhiều hơn, thì ảnh bắt đầu chia câu ngắt chữ nhiều hơn và ảnh nức nở nhiều hơn. Nếu anh muốn mà người ta nghe mà người ta cảm nhận được là anh là anh Vũ ngay lập tức, thì anh dùng cái ngày xưa của anh Vũ cộng thêm một chút nức nở của anh Vũ bây giờ, thì anh sẽ ra anh Vũ của ngày xưa lẫn bây giờ. Đúng. Là nó hoàn thiện. Minh Sù ơi, một lần nữa tôi cũng phải than rằng thí sinh khổ cực quá, phải hát giống ngày hôm qua mấy mươi phần trăm, cộng với mấy mươi phần trăm pha chế với ngày hôm nay, phải vừa hát với bản audio, phải vừa với bản live ngoài sân khấu. Có nghĩa là hỗn hợp tất cả cái đó, bỏ vào máy xay, cân đo đong đếm như nào, nó xay lên thành một ly sinh tố, đem ra cho giám khảo ăn. Trời, ăn luôn hả? Hay. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai bạn Văn Sĩ và Văn Thập. Hay quá, chúc mừng các bạn.